Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Bản tin ngày hôm nay có những nội dung đáng chú ý ngay sau đây. Thủ tướng Phạm Minh Chính dự hội nghị trực tuyến cấp cao đặc biệt kỷ niệm 30 năm quan hệ đối thoại ASEAN-Trung Quốc. Đưa đối tác chiến lược sâu rộng lên tầm cao mới, chủ trương của Việt Nam thể hiện trong chuyến thăm của Thủ tướng đến Nhật Bản sắp tới. Sức mạnh của Việt Nam đã được khẳng định trong dòng chảy lịch sử, hội nghị văn hóa toàn quốc sắp tới tiếp tục bàn thảo sâu hơn về xây dựng hệ giá trị con người Việt Nam. Thưa quý vị, trong ngày 22 tháng 11, Bộ Ngoại giao đã ra thông cáo nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Liên bang Thụy Sĩ và Liên bang Nga từ ngày 25 tháng 11 đến ngày 2 tháng 12 tới đây. Trước thêm chuyến thăm chính thức Liên bang Nga sáng ngày 22 tháng 11 tới thăm Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã khẳng định đây là biểu tượng của mối quan hệ giữa hai nước, đồng thời đề nghị Trung tâm phải phấn đấu để sớm trở thành cơ sở khoa học, công nghệ đạt trình độ khu vực và thế giới. Được thành lập từ năm 1987 với sự tham gia của nhiều tổ chức khoa học của Liên Xô và Nga để nghiên cứu về sinh thái nhiệt đới, độ bền nhiệt đới, y sinh nhiệt đới, nhằm bảo quản khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật trong điều kiện khí hậu nhiệt đới, kéo dài tuổi thọ của các trang thiết bị và nâng cao sức khỏe nghề nghiệp cho quân nhân. Gần đây, Trung tâm đã đưa các trang thiết bị tiên tiến do Nga tài trợ tham gia phòng chống dịch COVID-19 đạt hiệu quả cao ở các địa phương. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định kết quả hoạt động toàn diện của Trung tâm đã góp phần tích cực, củng cố mối quan hệ hữu nghị tin cậy, sâu sắc, đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt-Nga. Bởi đây là cơ chế hợp tác song phương duy nhất vẫn còn hoạt động từ thời Liên Xô đến nay, thực sự là biểu tượng có ý nghĩa chính trị sâu sắc, tiêu biểu cho mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước. Sáng ngày 22 tháng 11 phát biểu tại hội nghị trực tuyến cấp cao đặc biệt kỷ niệm 30 năm quan hệ đối thoại ASEAN-Trung Quốc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh hai bên cần cùng nhau giữ vững hòa bình, ổn định, hợp tác phát triển và thúc đẩy hợp tác chặt chẽ hơn nữa để ứng phó hiệu quả với các thách thức mới mang tính toàn cầu. Các nhà lãnh đạo ASEAN đánh giá cao việc Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lần đầu tiên dự hội nghị cấp cao giữa ASEAN và Trung Quốc, thể hiện sự quan tâm và coi trọng của lãnh đạo cấp cao nhất của Trung Quốc với ASEAN. Hai bên đánh giá quan hệ ASEAN-Trung Quốc là một trong những mối quan hệ đối tác cùng có lợi, năng động và thực chất. Trao đổi về tình hình khu vực và quốc tế, các nước nhất trí cần cùng xây dựng Biển Đông thành vùng biển hòa bình, an ninh, ổn định và hợp tác. Nhấn mạnh tầm quan trọng của xây dựng lòng tin, tôn trọng luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Luật Biển UNCLOS 1982, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình. Các bên cam kết triển khai đầy đủ và hiệu quả tuyên bố DOC, thúc đẩy xây dựng COC hiệu quả, thực chất, phù hợp với luật pháp quốc tế và Công ước UNCLOS 1982. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị ASEAN và Trung Quốc cần tiếp tục củng cố lòng tin chiến lược và đẩy mạnh hợp tác toàn diện, hướng tới những mục tiêu cao hơn, những lợi ích rộng hơn. Chia sẻ ủng hộ các định hướng hợp tác mà các lãnh đạo hai bên đã nêu, Thủ tướng nhấn mạnh thêm hai yếu tố cốt lõi trong hợp tác ASEAN-Trung Quốc. Một là cùng nhau giữ vững hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển trong môi trường còn nhiều bất định. Và hai là phát huy thành quả, thúc đẩy hợp tác chặt chẽ hơn nữa để ứng phó hiệu quả với các thách thức mới mang tính toàn cầu, góp phần phát triển toàn diện, bao trùm, thịnh vượng, an toàn, bền vững cho mỗi bên. Các nhân tố đe dọa hòa bình, an ninh, ổn định ở khu vực, nhất là Biển Đông, cần được hóa giải bằng biện pháp hòa bình và tăng cường đối thoại, củng cố lòng tin, tuân thủ luật pháp quốc tế và hành xử có trách nhiệm của các quốc gia. Cùng nhau nỗ lực hơn nữa thực hiện đầy đủ tuyên bố DOC, tiếp tục thúc đẩy, xây dựng và sớm đạt được bộ quy tắc ứng xử COC hiệu lực, hiệu quả, thúc đẩy phù hợp với luật pháp quốc tế và UNCLOS 1982. Chúng tôi cũng chân thành mong muốn quan hệ giữa các nước lớn đi vào ổn định, cạnh tranh lành mạnh,
đóng góp xây dựng cho khu vực trên cơ sở tôn trọng và ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN. Chúng tôi cũng mong muốn ASEAN và Trung Quốc hợp tác chặt chẽ, hiệu quả hơn nữa, khôi phục và đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, nhất là việc Trung Quốc tạo thuận lợi hơn nữa cho hàng hóa xuất khẩu của ASEAN vào Trung Quốc, tạo ra cân bằng thương mại giữa hai bên. Trên nền tảng quan hệ láng giềng hữu nghị hợp tác truyền thống tốt đẹp với Trung Quốc, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục nỗ lực góp phần vun đắp cho quan hệ ASEAN-Trung Quốc phát triển đúng tầm mức của đối tác chiến lược toàn diện, củng cố, tăng cường hòa bình, an ninh, ổn định, hợp tác, phát triển bền vững ở khu vực và trên thế giới, đem lại lợi ích thiết thực cho mỗi quốc gia và cho ấm no và hạnh phúc của mọi người dân, không để ai bị bỏ lại phía sau. Chiều ngày 22 tháng 11, Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức Nhật Bản theo lời mời của Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio từ ngày 22 đến ngày 25 tháng 11. Đây là chuyến thăm chính thức Nhật Bản đầu tiên của Thủ tướng Phạm Minh Chính sau khi đảm nhận cương vị Thủ tướng Chính phủ và là vị khách quốc tế đầu tiên của Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio. Trong chuyến thăm với lịch trình dày đặc, Thủ tướng sẽ hội đàm, hội kiến, gặp gỡ với các nhà lãnh đạo Nhật Bản, làm việc với các tổ chức, hiệp hội tập đoàn, doanh nghiệp, trường đại học lớn của Nhật nhằm thúc đẩy hợp tác trong nhiều lĩnh vực trọng yếu, nhất là hợp tác kinh tế, y tế, vaccine và thuốc điều trị COVID-19, thúc đẩy hợp tác an ninh quốc phòng và hợp tác tại các diễn đàn đa phương. Chuyến thăm này là bước triển khai đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ vì hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển đã được khẳng định tại Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13. Lãnh đạo cấp cao Việt Nam-Nhật Bản duy trì tần suất các chuyến thăm và các cuộc tiếp xúc song phương như các chuyến thăm của nhà vua, thủ tướng, chủ tịch thượng viện, hạ viện của Nhật Bản đến Việt Nam. Ngược lại, các nhà lãnh đạo của Việt Nam là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội đã thực hiện nhiều chuyến thăm tới Nhật Bản, cho thấy mối quan hệ đang không ngừng phát triển toàn diện, sâu rộng và thực chất trên nhiều lĩnh vực. Đây là cái cơ hội để chúng ta mở ra một cái thời kỳ mới hậu pandemic. Tôi cho rằng là chuyến đi có ý nghĩa rất là quan trọng, không chỉ là một cái mốc lịch sử quan trọng trong lịch sử quan hệ hai nước, nó tạo ra một cái đà chúng ta chuẩn bị cho cái kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước vào 2023. Cái chuyến đi này nó là một cái đột phá, nó mở màn cho một cái làn sóng phát triển mới toàn diện giữa hai nước chúng ta, từ quan hệ giữa kinh tế, thương mại và đầu tư. Về hợp tác kinh tế, Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam. Nhật Bản là nước tài trợ ODA lớn nhất, nhà đầu tư số 2 tính theo lũy kế, đối tác du lịch thứ 3 và đối tác thương mại lớn thứ 4 của Việt Nam. Chuyến thăm Nhật Bản của Thủ tướng Phạm Minh Chính chắc chắn sẽ giúp thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước. Là nhà tài trợ vốn ODA lớn nhất cho Việt Nam, JICA sẵn sàng đóng góp vào mối quan hệ hữu nghị và sự phát triển của cả hai nước. Về đầu tư trực tiếp, lũy kế đến tháng 9 năm 2021, Nhật Bản có 4.748 dự án FDI còn có lực tại Việt Nam với tổng số vốn đầu tư đăng ký 63,85 tỷ USD, chiếm 15% tổng vốn đầu tư, đứng thứ hai trong tổng số 140 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam. Hai năm trước, chúng tôi bắt đầu xây dựng nhà máy thứ 3 tại Việt Nam và đầu tư một dây chuyền mới, dự định sẽ hoạt động vào năm sau. Chúng tôi đang rất tin tưởng hoạt động đầu tư của mình tại Việt Nam. Trong chuyến thăm này, hợp tác phòng chống dịch COVID-19 cũng sẽ là một nội dung quan trọng. Nhật Bản đã thành công trong việc giảm tỷ lệ lây nhiễm và tử vong, nên Nhật Bản có thể hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực này. Chính phủ Nhật Bản đã hỗ trợ Việt Nam khoản viện trợ hơn 4 tỷ yên, tương đương với 35 triệu đô la Mỹ, cung cấp trang thiết bị, cải thiện hệ thống y tế, viện trợ không hoàn lại 4 triệu liều vaccine AstraZeneca cho Việt Nam. Ngược lại, Chính phủ và Quốc hội Việt Nam đã hỗ trợ gần 1,2 triệu khẩu trang y tế và 20.000 khẩu trang vải cho Nhật Bản. Chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ là một cột mốc quan trọng đưa đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản lên tầm cao mới. Trong phần tiếp theo của bản tin, sức mạnh của Việt Nam đã được khẳng định trong dòng chảy lịch sử. Hội nghị văn hóa toàn quốc sắp tới tiếp tục bàn thảo sâu hơn về xây dựng hệ giá trị con người Việt Nam. Số hóa di sản điện ảnh Việt Nam một cách để mở rộng quy mô lưu trữ nhân bản và phổ biến phim Việt đến gần hơn với công chúng.
Bản tin thời sự xin được tiếp tục. Ngày 22 tháng 11, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì phiên họp thứ 5 Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Tại phiên họp, các thành viên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận định, dù kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15 là kỳ họp có thời gian rất ngắn, nhưng đã hoàn thành khối lượng công việc đồ sộ và nhìn chung, kỳ họp đã thành công trên mọi phương diện. Từ đánh giá của đại biểu và cử tri, Chủ tịch Quốc hội khẳng định, kỳ họp thứ 2 tiếp tục minh chứng cho tinh thần đổi mới trong hoạt động của Quốc hội với tầm nhìn xa cho cả nhiệm kỳ. Cho ý kiến về kỳ họp bất thường cuối năm nay, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, quan trọng nhất vẫn là công tác chuẩn bị, bởi 5 nội dung chính phủ trình đều là những vấn đề liên quan đến quốc kế dân sinh. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị các cơ quan chủ động nghiên cứu một số nội dung như công tác giám sát tối cao liên quan đến quy hoạch, đề án đổi mới nội quy kỳ họp, đề án đổi mới công tác giám sát. Trước đó, vào sáng ngày 22 tháng 11, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua về nguyên tắc ký kết Hiệp định Bảo hiểm xã hội giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hàn Quốc nhằm tối ưu hóa quyền lợi về bảo hiểm của người lao động làm việc tại hai quốc gia. Xây dựng hệ giá trị con người Việt Nam là một trong những nhiệm vụ lớn được Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 đề ra và sẽ được bàn thảo sâu hơn trong Hội nghị Văn hóa Toàn quốc được tổ chức vào ngày 24 tháng 11 tới tại Hà Nội. Trong lịch sử dân tộc, trước mỗi giai đoạn cam go, thử thách hay là trong gian khó, sức mạnh mềm Việt Nam luôn sáng lên, tinh thần Việt Nam được hun đúc và tỏa sáng qua hàng nghìn năm lịch sử. Qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, qua 35 năm công cuộc đổi mới đất nước và 30 năm thực hiện cương lĩnh, xây dựng đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Bãi cọc cao quỳ phát lộ ở huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng cách đây 2 năm. Ẩn sâu dưới lòng đất là câu chuyện về tầm vóc, khí phách của cả một dân tộc không chịu khuất phục ngoại xâm. Khi vua tôi nhà Trần muôn người như một, đoàn kết, đồng lòng để làm nên đại thắng lần thứ 3 trước quân Nguyên Mông vào năm 1288. Thì làm sao chúng ta so được với cái sức mạnh của Nguyên Mông lúc bây giờ? Thế nhưng mà khi đến Việt Nam thì tại sao lại thất bại? Đấy chính là văn hóa. Cái yếu tố văn hóa nó vô cùng quan trọng ở đấy với con người. Con người yêu nước, con người quyết tâm chỉ có sa thát thôi. Hội nghị Diên Hồng nói như vậy. Nguyên Trãi tổng kết cái cuộc kháng chiến chống quân Minh nói là lấy chính nghĩa để thắng hung tàn. Mà cái đó là một trong phẩm chất cao đẹp của con người Việt Nam. Mấy trăm năm sau, khi nói về chiến lược quân sự, Bác Hồ đã dùng có 4 từ là người trước, súng sau. Cái sự tổng kết đó đã nói lên một cái sức mạnh của con người Việt Nam. Nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ McNamara đã nói là Mỹ thua Việt Nam vì không hiểu văn hóa Việt Nam. Lịch sử phải đương đầu với thiên tai và các cuộc chiến tranh giữ nước đã nuôi dưỡng tâm hồn, hình thành nên cốt cách và khí phách dân tộc. Trong đó, thang giá trị cao nhất là tình yêu tổ quốc, thứ sức mạnh được các thế hệ người Việt viết tiếp qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ giành độc lập tự do. Đã 35 năm kể từ khi đất nước đổi mới hội nhập, năm 2020, lần đầu tiên Việt Nam có tên trong số 52 nước có chỉ số phát triển con người cao. Việt Nam đã trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư nước ngoài. Những bước tiến ấy chính là nhờ Đảng phát huy sức lao động sáng tạo của mọi giai tầng xã hội. Năm 2021, sức mạnh mềm lần đầu tiên được Đại hội Đảng 13 đề cập để hiện thực hóa khát vọng hùng cường. Quan tâm tới giá trị Việt, nó có ý nghĩa vô cùng là quan trọng. Để dân tộc chúng ta lại có thêm sức mạnh, sáng tạo ra những cái giá trị mới trên cơ sở kế thừa những cái giá trị truyền thống. Cho nên tại sao mà trong Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13, Đảng chúng ta đã nêu rõ là khơi dậy cái tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc để bảo vệ tổ quốc chúng ta trong tình hình mới và tiếp tục xây dựng đất nước phát triển ngày càng giàu mạnh và phát triển nhanh và bền vững. Thông tin về dịch COVID-19, theo thông báo của Bộ Y tế, ngày 22 tháng 11 có thêm hơn 4.700 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh, đưa tổng số khỏi bệnh trên cả nước đợt dịch này lên hơn 907.000 người. Về số mắc mới trong nước ngày 22 tháng 11 ghi nhận 10.299 ca tại 58 tỉnh, thành phố. Trong đó, thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ tiếp tục ghi nhận số ca tăng cao nhất so với ngày trước đó. Tổng số vaccine đã được tiêm đạt hơn 108.
1,9 triệu liều, trong đó mũi 1 là hơn 66,9 triệu liều, còn mũi 2 là gần 42 triệu liều, tương đương tỷ lệ bao phủ đủ liều là hơn 57% dân số trên 18 tuổi. Những ngày qua, số ca mắc mới COVID-19 của Cần Thơ liên tục xác lập đỉnh mới. Đánh giá tình hình dịch theo nghị quyết 128, Cần Thơ đã tương ứng với cấp độ 4. Do vậy, thành phố đang thực hiện quyết liệt các biện pháp để khống chế ngăn ngừa dịch lây lan. Đây là một điểm dịch ở phường Thới An, quận Ô Môn. Việc xét nghiệm sàng lọc cho gần 100 người được thực hiện nhanh chóng. Mấy tháng qua, công tác này được tiến hành liên tục khắp các khu vực. Gần 400 F0 đã được phát hiện và theo dõi điều trị. Cơ sở 30 người thì mình khám test nhanh là được 8 trường hợp, còn cơ sở kế bên là 58 trường hợp thì cho kết quả là âm tính. Sau đó là tách riêng các F0 dương tính ra, rồi cùng với lực lượng khu vực, với cảnh sát khu vực tiến hành điều tra F1 và F2 để quản lý chặt. Quận Ô Môn thì nơi tập trung nhiều cái xí nghiệp, rồi khu công nghiệp cũng như là các cái chợ, rồi chỗ là buôn bán lẻ dọc theo các tuyến lộ. Thì về nhân lực thì chúng tôi khó là do cái điều kiện mà nhân lực còn ít nên vận dụng từ các cái nguồn như phối hợp với bệnh viện, rồi các cái y tế trường học. Những ngày gần đây thì số ca mắc COVID-19 của thành phố Cần Thơ liên tục tăng cao, có ngày lên đến gần 1.000 ca. Do vậy, thành phố phải tập trung các biện pháp để phòng dịch. Những ngày qua, hàng loạt ổ dịch tại các khu chợ, khu dân cư, doanh nghiệp, bệnh viện được phát hiện. Bởi mở cửa trở lại, nhiều người có biểu hiện lơ là, chủ quan trong phòng chống dịch, nhất là chưa tuân thủ quy định không tập trung đông người. Tiến độ trả kết quả xét nghiệm PCR có lúc còn chậm. Tăng nhanh nhưng mà đừng có để không nó chuyển nặng. Chuyển nặng rồi là bị tử vong. Hạn chế tối đa cái mức mà F0 bị lây lan. Chúng ta tuyên truyền liên tục để nâng cao cái ý thức tự giác của người dân. Và bên cạnh đó thì chúng ta phải dùng các cái biện pháp quản lý cho nó chặt chẽ để là hạn chế tối đa cái việc mà lây lan ra cộng đồng. Nửa tháng gần đây, Cần Thơ đã ghi nhận gần 7.000 trường hợp F0. Hiện nhiều bệnh viện, khu cách ly đã quá tải, nên Cần Thơ bắt đầu triển khai cách ly F1 và điều trị F0 tại nhà theo hướng thích ứng, an toàn, linh hoạt. Ngày 22 tháng 11 tiếp tục có nhiều tỉnh thành đã cho học sinh trở lại trường học trực tiếp sau một thời gian dài phải học trực tuyến để phòng dịch. Tuy nhiên không phải tất cả các cấp mà chỉ những em học cuối cấp như là lớp 9, lớp 12 mới được trở lại trường. Tại Hà Nội, sáng nay có 10 huyện đủ điều kiện cho học sinh trở lại trường học trực tiếp. Tại các huyện này, mỗi xã chỉ có một trường trung học cơ sở được cho khối lớp 9 đi học trở lại. Các trường đều đảm bảo yêu cầu về phòng dịch, ngay cả khi bất ngờ có ca F0 cũng sẽ có phòng cách ly ngay. Trong tuần này, thành phố Hà Nội sẽ tiêm vaccine cho học sinh trung học phổ thông để đầu tháng 12 các em có thể đi học trực tiếp. Cũng trong hôm nay tại Đà Nẵng, học sinh khối lớp 12 được đi học trực tiếp. Tỉnh Hà Nam cho toàn bộ các cấp đi học trở lại. Thành phố Vinh, Nghệ An cho học sinh các khối 9, 10 và 11 trở lại bình thường. Trên cả nước, các tỉnh thành phố đang đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi để các em sớm trở lại trường học an toàn. Hiện có 19 tỉnh thành phố đang triển khai tiêm vaccine cho trẻ là Hà Nam, Ninh Bình, Thái Bình, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Lào Cai, Điện Biên, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai, Tây Ninh, Sóc Trăng, An Giang, Vĩnh Long, Bình Dương, Kiên Giang, Cà Mau và Hậu Giang. Thời gian qua, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên là hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu nông sản gặp nhiều khó khăn, trong đó có mặt hàng có giá trị lớn là hạt điều chế biến. Trở lại trạng thái bình thường mới kể từ đầu tháng 10, các doanh nghiệp ngành điều đang nỗ lực tăng tốc để đáp ứng nhu cầu trong nước cũng như là xuất khẩu, đặc biệt vào dịp cuối năm. Công ty sản xuất và chế biến hạt điều rang muối này đã có mặt trên thị trường từ năm 2009. Thời điểm trước dịch, mỗi tháng, công ty cung ứng ra thị trường từ 60 tới 100 tấn thành phẩm. 60% sản lượng dành cho xuất khẩu, còn lại 40% là phân phối tới các kênh siêu thị trên toàn quốc. Trở về trạng thái bình thường mới, công ty đã có thể chủ động về nguyên liệu và nhân sự, nhưng vẫn gặp khó về logistics, đòi hỏi phải nỗ lực để thích ứng. Doanh nghiệp chúng tôi là thích ứng
Trong nguyên gốc mục tiêu của chúng tôi trong 3 tháng cuối năm là phải làm sao phải khôi phục được mục tiêu của sản xuất là đạt đến tầm 80%. Cái nguồn tăng trong dịp cuối năm là cực kỳ lớn. Chúng tôi làm việc lại với tất cả những kênh vận chuyển làm sao cho chủ động và năng động để làm sao cái nguồn hàng của chúng tôi có thể đến được với các siêu thị trên toàn quốc để là không thiếu, không đứt gãy cái nguồn hàng. Khi quay trở lại hoạt động, đơn hàng của doanh nghiệp đã tăng 60% so với cùng kỳ năm ngoái. Tất cả các khâu trong dây chuyền sản xuất và chế biến đang ráo riết hoàn thành những đơn hàng xuất khẩu đã ký. Sản lượng mặt đường năm nay nhiều, chất lượng tương đối đồng đều, mẩy chắc. Đầu cuối năm các đơn hàng trong nước cũng như xuất khẩu tăng cho nên công ty có tăng ca và làm thêm giờ để đảm bảo kịp tiến độ giao hàng và đảm bảo chất lượng của sản phẩm. Tính đến hết tháng 10 năm 2021, xuất khẩu điều của Việt Nam đạt khoảng 506.000 tấn, tăng 20% về lượng và 18% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Theo các chuyên gia, quý 4 là mùa cao điểm tiêu thụ hạt điều. Các thị trường trọng điểm của Việt Nam như Mỹ và châu Âu vẫn tăng cường nhập khẩu. Tình hình dịch bệnh trong nước kiểm soát tốt cũng giúp cho hoạt động sản xuất thuận lợi hơn. Khi dịch bệnh được kiểm soát tốt, thì cả năm 2021, thì dự báo xuất khẩu hạt điều có thể đạt cái giá trị kim ngạch xuất khẩu cao. Và chúng tôi đánh giá là đạt hoặc là thậm chí vượt 3,6 tỷ đô. Đấy, so với kế hoạch đã đề ra đầu năm của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn. Và với kết quả này thì ngành điều sẽ tiếp tục duy trì vị thế xuất khẩu điều nhân là số 1 thế giới. Và bên cạnh đó thì hạt điều cũng sẽ giữ được cái vị trí số 1 trong cái nhóm nông sản xuất khẩu chủ lực của Việt Nam. Trong bối cảnh dịch bệnh còn diễn biến phức tạp trên thế giới, ngành điều sẽ vẫn phải đối mặt với những khó khăn trong ngắn hạn. Do đó, để giữ vị trí số 1 thế giới về xuất khẩu điều, ngành điều của Việt Nam cần nỗ lực hơn nữa để mở rộng thị trường, khai thác tốt các thị trường trong khu vực châu Á như Trung Quốc, Nhật Bản và một số thị trường ngách của EU. Thưa quý vị, không riêng gì Việt Nam mà ở nhiều nước trên thế giới, điện ảnh được nhìn nhận như là một di sản văn hóa vì ở đó chứa đựng những thông tin, tư liệu lịch sử về từng thời đại dân tộc đã đi qua. Tuy nhiên, trải qua thời gian, chất lượng nhiều cuốn phim đã không còn giữ được nguyên vẹn. Chính vì vậy, việc lưu trữ, số hóa phim đang trở thành xu hướng tất yếu của mọi nền điện ảnh. Ngoài khả năng đảm bảo chất lượng tốt hơn, số hóa còn giúp cho việc mở rộng quy mô lưu trữ, nhân bản và phổ biến phim trở nên dễ dàng, thuận tiện hơn để giới thiệu tới công chúng. Chung một dòng sông, bộ phim điện ảnh đầu tiên của nền điện ảnh cách mạng Việt Nam, hay những thước phim tư liệu quý về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây chỉ là một trong số hàng nghìn những thước phim giá trị phản ánh chân thực đời sống xã hội lúc bấy giờ và là tư liệu lịch sử sống động của cả một dân tộc. Nhiều thước phim thậm chí còn chưa từng được giới thiệu tới công chúng. Khi mà xem lại những bộ phim đấy, tôi rất là xúc động. Tôi thấy được cái tinh thần, cái con người Việt Nam một thời. Họ sống như thế nào, họ chiến đấu như thế nào, cái cách họ ứng xử với nhau ra sao. Và có những bộ phim mà nó, mặc dù đã trải qua 50-60 năm rồi, nhưng mà xem lại nó vẫn còn vẹn vẹn nguyên như giá trị. Ví dụ như là Bị đứng với 7 ngày và đêm, hay là Nổi gió, Cánh đồng hoang, hay là Bao giờ chưa đến tháng 10. Không chỉ Việt Nam đâu, mà bất cứ quốc gia nào cũng vậy thôi, thì họ luôn dành sự tranh rộng cho những bộ phim trong quá khứ, những bộ phim mà có thể nói là những cái kiệt tác của điện ảnh. Giá trị là vậy. Tuy nhiên, những thước phim nhựa 35 ly với tuổi thọ trên dưới 70 năm là những định dạng rực rỡ nhất nhưng cũng mong manh nhất. Nhiều cuốn phim nhựa đã dần bị lão hóa theo thời gian, biểu hiện chua, mốc, biến dạng, nhiễm khuẩn và có ngót. Thưa quý vị, đây là kho tư liệu thuộc Viện Phim Việt Nam, nơi lưu trữ số lượng phim lớn nhất cả nước với gần 80.000 cuốn phim nhựa các loại và một số lượng lớn băng đĩa ở các định dạng khác nhau. Và trong gần 80.000 cuốn phim các loại ở đây thì có rất nhiều những cuốn phim đang đối mặt với vấn đề hư hại, xuống cấp, đòi hỏi rất nhiều thời gian, công sức cho công tác phục hồi trước khi chuyển đổi sang lưu trữ số để giới thiệu tới công chúng. Gắn bó với công việc này đã nhiều năm, chị Thúy Trinh, cán bộ làm công tác quản lý, bảo quản tư liệu của Viện Phim Việt Nam cho biết, hơn ai hết, chị và các đồng nghiệp ở đây hiểu rõ nhất giá trị của những thước phim nhựa mà Viện đang giữ. Tuy nhiên, công tác phục chế và sau đó là số hóa phim vẫn còn gặp rất nhiều những khó khăn. Tôi làm về lưu trữ thì những cái hình ảnh nào chúng tôi cũng quý. Có nhiều nhà làm phim lắm, làm mà chưa chắc đã xem được cái bản phim của mình đâu. Và lúc đấy người ta cũng đã hy sinh rồi. Xúc động lắm. Khó khăn ở Viện đây giờ thì là cái máy móc ở đây thì nó lại máy móc đặc thù. Ví dụ như là phim nhựa thì nó có 16 ly phải có máy chiếu cho 16 ly. Thế còn 35 ly lại phải có máy chiếu 35 ly. Mà muốn cứu được cái bản phim mà bị hỏng mà chuyển sang bản mới thì cũng là một cơ số tiền.
Công nghệ số nó kèm theo nữa là kinh phí, con người, máy móc rất muốn giữ lại cho thế hệ mai sau. Cái đấy là trăn trở của viện nhất. Số hóa không phải là vấn đề mới, nhưng đứng trước nguy cơ có thể đánh mất những di sản điện ảnh bất cứ lúc nào, thì việc phục chế và số hóa cần có sự đầu tư kịp thời để các thế hệ khán giả có cơ hội được thưởng thức và tự hào về lịch sử, văn hóa dân tộc thông qua những bộ phim từ quá khứ. Hy vọng rằng từ việc số hóa này thì các khán giả Việt ngày càng quan tâm hơn, đến gần hơn với phim Việt cũng như là lịch sử Việt Nam. Đến đây thì bản tin cũng xin được kết thúc. Quý vị có thể xem trực tuyến các chương trình của VTV4 thông qua địa chỉ website đang hiển thị trên màn hình hoặc là tải ứng dụng VTV Go trong kho ứng dụng App Store hoặc là Google Play. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.